Và đây là tô mì vịt tiềm nấm đông cô mấy bạn, có giá 120.000 đồng. Cái phần đu đủ chua này bắn thêm nữa 6.000 đồng, giá phải nói là cao ngất ngưỡng luôn. Các bạn, hiện tại là khoảng 6 giờ 20 tối ngày 24 tháng 8 năm 2019 và mình đang có mặt trên đường Võ Văn Kiệt. Tối hôm nay thực đơn của mình sẽ là mì vịt tiềm. Nói về mì vịt tiềm thì mình đã ăn mì vịt tiềm ở quay ký mì gia trên đường Thuận Kiều ha. Mì vịt tiềm của Lương Ký Mì Gia ở quận Bình Thạnh và mì vịt tiềm của tiệm Phụng Hiếu nằm ở đường Hoàng Diệu, quận 4. Tối hôm nay thì mình sẽ ăn mì vịt tiềm của tiệm Hải Ký Mì Gia nằm trên đường Nguyễn Trãi. Đây có thể nói là cái tiệm nổi tiếng nhất trên đường Nguyễn Trãi. Thì khi mình đăng những cái clip về Phụng Hiếu Mì Gia hoặc là Lương Ký Mì Gia thì có nhiều cô chú anh chị nói về cái tiệm Hải Ký Mì Gia này thì khá nhiều người khen ngon. Tuy nhiên số người khen ngon có, cũng có một số người không thích cũng có. Một trong những lý do là bởi vì cái giá của Hải Ký Mì Gia phải nói là rất là cao. Theo mình xem trên mạng hiện tại là giá từ 112 tới 122.000 đồng. Như vậy tô hủ tiếu, tô mì vịt tiềm mình sắp ăn đây sẽ có giá cao nhất trong các tô mì vịt tiềm mình từng ăn. Rồi, mình cũng muốn đi ăn thử xem tô mì vịt tiềm 122.000 đồng với nấm đông cô thì như thế nào. Mời các bạn theo mình nha. Ồ, miếng chi phương các bạn. Đường Nguyễn Trãi mấy bạn, khúc này buổi tối là một đại lộ thời trang ha, bán quần áo. Hải Ký Mì Gia. Đây, sữa đậu nành đây là. Như vậy là mấy bạn thấy có hai tòa nhà ha. Bên kia đặt cái bếp, bên đây là khách ngồi nè, và ngồi bên vỉa hè nữa. Cái hẻm á. Ở đây được cái nhìn ra đường Nguyễn Trãi khá hay. Nhưng mà cũng khá là ồn. Do họ mở nhạc rất là lớn. Mình không biết cái phần nhà nó có tác quyền không nữa. Bị ăn sợ nhất là cái này. Và đây là tô mì vịt tiềm nấm đông cô mấy bạn, có giá 120.000 đồng. Cái phần đu đủ chua này bắn thêm nữa 6.000 đồng, giá phải nói là cao ngất ngưỡng luôn. Ở đây chỉ có ớt sắc và nước giấm và tương thôi ha, không có sa tế. Bây giờ mình sẽ nếm thử cái phần nước lèo đó, cái đùi cá sụ. Đây. Nước lèo ở đây đậm đà mấy bạn, và khoảng thơm thơm cái mùi thuốc bắc thôi, rất là nhẹ. Mình thấy cái phần nước lèo này so với Lương Ký Mì Gia nhờ đậm đà hơn á. Mình sẽ gấp cái đùi ra nha, nguyên hết cái dĩa luôn. Và trong đây còn lại cọng mì ha, cải ngọt và hai cái nấm đông cô. Mình sẽ ăn thử cái phần cọng mì trước đã.
cộng mì dai mấy bạn. Cải ngọt thì tươi, tươi ngọt ha. Mình chấm cái phần nước giấm và cái phần ớt sắc á, thì ớt sắc rất là cay, chua chua ngọt ngọt. Để ăn cái nấm đông cô này, sau đó mình sẽ ăn cái phần thịt này. Nấm đông cô rất là thơm mấy bạn, và đậm đà luôn. Nãy mình nói cái phần nước lèo đậm đà đó, nó thấm vào trong con mì luôn nha. Xem ra thì cái tô này là cái tô mì bạch tiềm mà có cái phần nước lèo mà cảm thấy là đậm đà nhất trong những tiệm mình đã ăn. Rồi, ăn qua cái phần thịt vịt mấy bạn. Miếng đùi vịt này, một cốc tư này được tìm khá mấy bạn. Cái độ thịt là thịt vẫn còn mềm, vịt mềm mà vẫn còn dai nha. Có thể dùng cái đũa nó rẽ rẽ ra, xẻ từng miếng từng miếng từng miếng. Mình thích cái đùi vịt này. Cái phần đu đủ này từng miếng ăn rộp rộp rộp, chua chua ngọt ngọt cũng khá là ngon. Tiếc là giá này cao quá. Rồi, mình ăn hết cái tô mì vịt tiềm này bạn nha. Rồi không có sạch tế nữa chứ. Mình quay thực đơn cho mấy bạn xem nha. Mì vịt tiềm nấm đông cô 120.000 đồng, danh tiếng mì vịt tiềm 110.000 đồng, đặc biệt mì gà goti 100.000 đồng, mì hoành thánh 57.000 đồng, mì tôm 92.000 đồng, mì bánh xếp nước 57.000 đồng, hoành thánh 57.000 đồng, mì xá xíu dầu hào 54.000 đồng, bánh xếp nước 57.000 đồng, mì cá viên 52.000 đồng, mì xá xíu 49.000 đồng, hủ tiếu xá xíu 46.000 đồng, bánh xếp chiên giòn 72.000 đồng, xí quách 52.000 đồng, hoành thánh chiên giòn 72.000 đồng. Cái thực đơn này có một cái lớp ni lông bao xung quanh đó, cho nên khi ghi hình nó sẽ rất là chói. Rõ hơn mấy bạn ha. Nước ngọt không phải. Nước uống ở đây có đậu nành, đậu xanh, đậu phộng nè. Chè ở đây có nhãn nhục, hạt sen, bánh flan do dầu ô trứng quy định cao. Là hàng quả cho bông cục dừa tươi, bia đá chanh, rau má, nước ngọt, tất cả đều không để giá. Ở đây mở cửa từ 11 giờ sáng tới 12 giờ đêm mấy bạn, và có thể đặt trên mạng nha. Số lượng khách ra vô khá là nhiều mấy bạn, nó là liên tục. Nãy giờ mình thấy mình gọi đến đây một phần bánh flan, một cái như thế là 10.000 đồng mấy bạn nha, một cái chứ không phải là hai cái này nha mấy bạn nha. Ăn bao nhiêu thì trả tiền bao nhiêu. Cái bánh khá là nhỏ, bên ngoài như bán 5.000 đồng. Để mình xem có gì đặc biệt không. Cái bánh flan này khá là béo các bạn, vị ngọt vừa phải. Tuy nhiên mình thấy là thiếu chút xíu cà phê đen á. Với hai là cái độ bánh, độ mịn của bánh thì cũng khá là mịn, nhưng mình thấy là nó chưa đạt được cái độ mượt mà dạng như là nó sao nhỉ, nó cần phải có đạt cái độ mịn hơn và mềm hơn nữa. Cái này cũng hơi chưa đạt được cái độ mịn và độ mềm đó. Nhìn chung cái bánh này ở ngoài thì họ bán khoảng 5.000 là mình thấy là ngon rồi. Mình gọi thêm một phần quy linh cao, ở đây có giá 12.000 đồng mấy bạn. Phải nói là mình thích quy linh cao, để xem đây như thế nào nha. Chị đó nói đây là sử dụng mật ong, không biết đúng không. Cái tối thui, cái miếng quy linh cao này có cái độ dai khá là dai, mức độ dai gần bằng với cái miếng quy linh cao ở tiệm Hà Ký. Tuy nhiên cái độ mùi thơm này nó không bằng, nó rất là nhẹ cái mùi thơm. Thứ hai nữa, cái lượng mật ong ở trong đây á rất là ít, chỉ nghe thoang thoảng mà thôi, do nó ăn cái này có cảm giác nó nhạt nhạt mấy bạn. Mình không có đánh giá cao cái miếng quy linh cao này, nói chung ăn thì ok tạm được.
Mình ăn xong tô mì vịt tiềm, một cái bánh flan và một miếng Wheeling cao mấy bạn. Vẫn chưa có no. Và mình thèm bánh ngọt. Do đó mình đã chạy đến đường Nguyễn Tri Phương đây. À, mình nói thêm chút xíu về cái tiệm mì vịt tiềm hồi nãy ha. Ở trong đó là không được hút thuốc, cái điều này là điều tốt. À, về nhân viên phục vụ thì mình thấy rất là bình thường và nó rất rất là bình thường luôn. À, với một cái giá cao như thế này thì thường mình trông mong cái dịch vụ nó tốt hơn. Tuy nhiên các em phục vụ ở trong thì mình thấy là nói chung là cũng không nở nụ cười á. Rồi nếu mà so sánh với các tiệm mì vịt tiềm khác mình đã từng ăn thì giá 120.000 đồng có gì đặc biệt không? Mình thấy thì không có gì đặc biệt cả. Đặc biệt chỗ là giá nó cao nhất thôi chứ cả nó không có gì đặc biệt. Nếu nhà ai ở quận 5 gần chỗ đó thì ăn mì vịt tiềm cho nó ok. Mình thì mình nghĩ là mình thích mì vịt tiềm ở Hoàng Diệu và ở Thị Nghè. Rồi mấy bạn nhìn qua bên kia, thế giới bánh ngọt Bread Talk. Câu chuyện về bánh mì, nói về bánh mì ha. Ở đây là địa chỉ 143145 ha, Nguyễn Tri Phương. Mình sẽ qua bánh mua một ít bánh ngọt và có thể sẽ tìm một quán cà phê nằm trên đại lộ Hồng Bàng nào đó để uống, vừa uống vừa ăn. Rồi chúng ta đi mấy bạn. Đây mấy bạn, tối rồi. Berry matcha. Lấy cái này đi em, 35.000 đồng đúng không? Ở trong có cái mùi, có matcha. Mà nó sốt lắm em hả? Lấy xuống đi. Lấy matcha. Tiramisu 420.000 đồng. Wow, cái loại này cũng cao quá ha. Pudding này strawberry 33.000 đồng. Hồi nãy em nói cái bánh sừng trâu là 18.000 hả? Có trứng muối là 18 hả? Cho anh thêm một cái loại đó luôn đi. Đây, bánh sừng trâu trứng muối 18.000 đồng một cái. Tối rồi cho nên cái số lượng bánh cũng bớt đi, gần như hết rồi. À, cái đó là 18 ha, còn cái kia là 16 là có cái gì? Phô mai ạ. À. Phô mai thôi ha, thôi lấy một cái đó thôi, đủ rồi. Sao không làm nhiều hơn, lấy đi em, lấy đi. Đó, anh gửi tiền á. Còn như bánh nó bán ngày nào là hết ngày đó hả? Này 52, cỡ đi, buôn trừ. Sao? Dạ, được rồi, được rồi. Em, cái chủ mình là người Singapore hay là sao? Dạ, cái hệ thống bánh mì nè. Dạ. Thương hiệu Singapore hả? À, có là nhượng quyền thương hiệu. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái anh cứ tưởng là của Singapore chứ. Nhưng mà có Singapore nó phải cho ấy hả? À, tức là phải đảm bảo về chất lượng. Ừ. Ồ, hạt sen, mực ong, ô, mochi, quả lụ 175.000 đồng một cái hả? Dạ. Bánh trung thu lần nào cũng cao giá hết. Thôi, không ăn đâu. Ơi, thôi đi tìm quán cà phê. Ngồi ăn, ngồi uống luôn. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy em? Dạ. Mấy từ 6 giờ mở cửa từ 6 giờ cho đến 10 giờ. 6 giờ sáng tới 10 giờ tối. Ok. Và hiện tại mình đang có mặt ở góc đường Triệu Quang Phục và Hồng Bàng mấy bạn. Và cái tiệm cà phê mình dự định đi sẽ nằm trên đường Hồng Bàng góc bên kia. Gần kế với trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Thì mình chắc chắn một điều ở chỗ là cái view rất là đẹp, nhưng mà trong quán cà phê thì họ mở nhạc. Phần nhạc nó chắc chắn sẽ có tác quyền, do đó mình chỉ ghi hình thôi. Mình sẽ
chèn cái phần nhạc YouTube vào trong cái video này, trong đoạn này các bạn ha. Ăn bánh xong rồi sau đó mình sẽ nói cảm nhận sau nha. Đây. Này lúc nào cũng nhộn nhịp. Đông quá. Có hai quán cà phê nhìn xuống đại lộ Hồng Bàng và cả hai đều đẹp mấy bạn. Một bên là Cheese Coffee, một bên là Kai Coffee. Mình nghĩ là mình sẽ ghé qua bên Kai Coffee này nha. Góc đường Hồng Bàng Lương Nhữ Học. Rồi mình sẽ chèn cái phần nhạc vô sau mấy bạn nha. Đấy. Ở đây thì phù hợp cho mấy bạn trẻ. Chắc chắn mình không uống cà phê là buổi tối khó ngủ lắm, sẽ gọi một cái phần thức uống nào đó. Ăn bánh, sau đó mình sẽ nói tổng kết lại cho mấy bạn sẽ nghe. Mình vừa bước ra từ tiệm Kai Coffee mấy bạn. Thì nhận xét như thế này ha, bên trong trang trí rất là đẹp. Các tầng từ tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều đông khách, đông nghẹt luôn. Thậm chí là phải xếp hàng đợi mua nước. Và đôi khi phải đợi chút xíu để có được cái chỗ ngồi tốt. Thì đại đa số mình thấy là các bạn trẻ thôi.
độ tuổi mình nghĩ chắc trong khoảng độ 20 cho đến khoảng độ 27-28 tuổi là chủ yếu đến nó uống cà phê, một số thì làm việc, chủ yếu thì chat chít cũng nhiều. Nói chung là giới trẻ hiện tại enjoy cũng khá hơn ngày xưa rất là nhiều. Về cái phần thức uống mình gọi đó là phần upside down thì nó có giá 69.000 đồng. Những xét mà nói thì nó không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ có một cái điểm hay là chỗ là upside thì nó có một cái chai là cái chai nước đóng chai, nước cam đóng chai thì nó úp ngược xuống cái ly, thì khi nào mà cái ly nó vơi bớt thì cái nước ở trên cái chai nó chảy xuống vậy thôi. Ở cái phần nước thì trong cái phần nước đóng chai cam thì cái mùi cam nó cũng không rõ. Rồi cho xuống cái phần dưới hòa vào cái phần nước phía dưới á, thì nó giống như là lên men vậy đó. Rồi ở trong thì nó có cái honey jelly. Honey jelly là ở đây là mấy cái tạch treo mà dạng như là mật ong á, nhưng mà mình chẳng cảm nhận thấy cái mật ong gì cả. Mình nghĩ là mình mua cái chỗ ngồi để uống nước mà thôi, mình chưa uống thử phần cà phê hoặc những cái phần nước trái cây hoặc là những cái phần sinh tố thì không rõ như thế nào. Về cái phần bánh mình mua thì mình rất là vừa ý, cái bánh sườn trâu có giá 18.000 đồng, nó rất là ngon các bạn, mềm xốp rất là đạt. Cái độ trứng muối thực ra là nó mặn mặn, mà cái mặn mặn này rất là dễ chịu kìa, mình không diễn tả sao, nhưng mà nếu mà nói là nó trứng muối giống như là cái trứng hộp dịch muối, cái phần lòng đỏ trong cái trứng muối thì nó không phải nữa. Ở đây mà thấy nó vàng vàng mà không có lên cái mùi trứng muối các bạn, mà cái vị mặn nó đã, mà thấy cái bánh sườn trâu nó ngon. Ở cái hai cái bánh mà có hình dạng của con gấu mà có matcha thì bánh nó rất là soft và mượt, lớp kem béo béo, cái phần matcha rất là thơm. Mình thích cái phần bánh đó, mặc dù mà nói là cả hai cái phần bánh đó giá khá là cao. Nhượng quyền thương hiệu Singapore tạo ra cái bánh đó giá cao thiệt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Mình đi về đây.